Thưa quý vị, hiện tại, châu Âu đang rộn ràng, hân hoan đón Giáng sinh và một năm mới cận kề trong những làn tuyết trắng. Người người nhà nhà hồ hởi với không khí lễ hội cuối năm và chẳng còn ai nhớ đến người anh em đồng minh Ukraine đang chết rét trên chiến trường khi mà những đòn roi từ quân đội Moscow liên tục quật ngã lính Kiev, khiến thời gian cuối năm này của họ vô cùng kinh hoàng. Liên tục chuyển phương án tác chiến như trong chóng, quân đội Nga nhanh chóng đảo chiều tình thế, biến đất Ukraine trở thành một nghĩa địa khổng lồ. Không khí Giáng sinh của nước này chưa bao giờ ảm đạm đến thế. Thực hư ra sao? Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tình thế đảo chiều chóng mặt, Nga phát động tấn công tổng lực, biến một nơi của Ukraine trở thành máy xay thịt thứ hai. Khi Mỹ và phương Tây dành nhiều sức lực hơn để hỗ trợ Israel, tình hình ở chiến trường Ukraine cũng đảo chiều mạnh mẽ. Vấn đề hiện nay là họ đang bị Nga bao vây và có rất ít tia hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Theo Sunday Times, lúc này quân đội Nga bắt đầu tăng cường tấn công, tập trung trên các hướng Avdiivka ở Donetsk và Kupiansk ở Kharkov. Rõ ràng tình hình hiện tại đã đảo chiều mạnh mẽ. Ukraine có thể đang phải đối mặt với việc Nga phát động cuộc tấn công tổng lực và một Bakhmut thứ hai có thể đã xuất hiện. Nhưng không giống như Bakhmut, Avdiivka có giá trị chiến lược thực sự vì nó nằm trên tuyến đường quan trọng đến Donetsk và hệ thống đường bộ của nó đóng vai trò là lối vào phía nam Donbass. Điều này có nghĩa là Ukraine phải đầu tư thêm lực, nếu không có thể họ sẽ mất Kharkov. Kể từ tháng 6 năm nay, Ukraine đã phát động chiến dịch đại phản công. Có thể nói cả Mỹ, phương Tây và Ukraine đều hy vọng việc sử dụng vũ khí tiên tiến hạng nặng do các nước NATO cung cấp cho Ukraine có thể dễ dàng xuyên qua tuyến phòng thủ do Nga xây dựng. Tuy nhiên, đã hơn 5 tháng trôi qua và cuộc đại phản công đã phải dừng lại. Theo kế hoạch, quân đội Ukraine tập trung chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga trên hướng Zaporizhia. Nhưng trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga, quân đội Ukraine không còn khả năng tấn công. Tệ hơn nữa, họ còn phải chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công. Không chỉ quân số bị tổn thất nghiêm trọng, mà ít nhất 30% thiết bị quân sự do Mỹ và phương Tây cung cấp cũng bị thiệt hại. Ví dụ, xe tăng Leopard 2 của Đức và xe tăng Challenger 2 của Anh ngay lần đầu xuất trận đều bị bắn cháy và nhiều vũ khí tiên tiến của phương Tây cũng vậy. Chúng không thể trụ được trước hỏa lực của quân đội Nga. Nhưng vấn đề là bây giờ khi mùa đông đến, Ukraine sẽ bước vào một khoảng thời gian dài. Thời tiết như vậy không thích hợp cho các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, nhưng họ lại gặp phải sự phản công của quân Nga theo các hướng Avdiivka và Kupiansk. Vì vậy, Avdiivka sẽ sớm trở thành máy xay thịt Bakhmut thứ hai. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Nga và thậm chí còn quan trọng hơn đối với Ukraine. Hiện nay, trận chiến gần Avdiivka đang rất khó khăn cho quân đội Kiev. Cả hai bên đều có thể sẽ chiến đấu giằng co như ở Bakhmut. Tuy nhiên, trên thực tế, Ukraine không có nhiều lực lượng có thể thực sự chiến đấu. Trước đó, họ đã mất 60.000 quân chiến đấu ở Bakhmut và mất thêm 70.000 quân chiến đấu trong cuộc phản công mùa hè vừa qua. Những đơn vị dự bị cuối cùng của Ukraine hiện đang được điều động ra mặt trận, nhưng Ukraine có thể không còn quân số để tham gia chiến đấu. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang ngày càng giảm sút. Đặc biệt là sau khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ, Mỹ đã tập trung nguồn lực để viện trợ cho đồng minh thân cận Israel và thậm chí còn chuyển giao số đạn pháo 155mm mà nước này định cung cấp cho Ukraine sang cho Israel. Lợi thế phòng ngự của Ukraine tại Avdiivka là các công sự phòng ngự kiên cố được xây dựng suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, với việc quân đội Nga tăng cường sử dụng lực lượng không quân, ném bom có điều khiển, khiến lợi thế về công sự trận địa vững chắc của Ukraine bị san phẳng. Tổng hợp các vấn đề này khiến tình hình Ukraine càng trở nên khó khăn hơn. Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ Economist, Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đã có phát ngôn gây chấn động khi thừa nhận chiến dịch phản công của Kiev lâm vào bế tắc. Tướng Zaluzhny cũng phàn nàn rằng chiến thuật của NATO không giúp quân đội Ukraine tạo nên được bước đột phá. Ngoài ra, có tin đồn lan truyền trong quân đội Ukraine rằng tướng Zaluzhny và Tổng thống Zelensky có quan điểm khác nhau về tình hình chiến trường. Tướng Zaluzhny cho rằng quân Ukraine nên tập trung duy trì vị thế hiện tại và chuẩn bị cho các hoạt động quân sự vào năm 2024. Nhưng Tổng thống Zelensky lại cho rằng nếu cuộc tấn công của Nga có thể bị đẩy lùi, hướng chiến lược gần nhất của Ukraine là mở một cuộc tấn công khác về phía Nam và cô lập bán đảo Crimea. Tuy nhiên, thực tế không như những gì mà Tổng thống Zelensky mong đợi.
Ukraine thiếu sự hỗ trợ về đạn pháo, hỏa lực chiến đấu chủ yếu của quân đội Ukraine. Hiện tại, Mỹ và các nước phương Tây không thể cung cấp những nhu cầu cơ bản về đạn pháo. Có thể nói Ukraine đã thất bại trong việc thiết lập nền sản xuất quốc phòng thời chiến. Thực tế là ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã bị phá hủy và không có năng lực cung cấp nào cả. Nhưng ngược lại, Nga đã kích hoạt ngành công nghiệp quốc phòng của họ, cho phép về cơ bản đáp ứng nhu cầu vũ khí trên chiến trường. Ông Sergei Krivonos, thiếu tướng quân đội Ukraine đã nghỉ hưu thừa nhận, Nga thành công trong việc sản xuất vũ khí bất chấp lệnh trừng phạt, và Ukraine không thể đạt được mục tiêu này với sự hỗ trợ toàn cầu. Hơn nữa, những yếu tố này đã khiến Nga chuyển từ phòng thủ sang tấn công, khiến Mỹ và phương Tây thất bại hoàn toàn. Quan chức Đức thừa nhận Ukraine thua cuộc, nhóm tình nguyện viên trốn khỏi đất nước. Phó tổng biên tập tờ Bild của Đức Paul Rosemer tiết lộ, trong khi chính phủ Ukraine vẽ ra một bức tranh màu hồng về cuộc xung đột với Nga tại các cuộc họp báo, thì các quan chức cấp cao lại thừa nhận riêng rằng tình hình rất tồi tệ. Rosemer vừa trải qua 3 ngày ở Ukraine, gặp Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và các quan chức cấp cao khác của chính phủ và quân đội. Ông đã viết trên mạng xã hội X rằng, tuyên bố của họ ngày càng ít khớp với bức tranh được vẽ chính thức trong các cuộc họp báo và phỏng vấn, gần đây nhất là của Tổng thống Zelensky. Những người nói chuyện riêng với tôi đã xác định rất rõ ràng một vấn đề lớn đối với Kiev, và vào thời điểm này, tôi thấy rất ít có cơ hội cho những nỗ lực tấn công của Ukraine, ông Rosemer viết. Nhà báo Đức lưu ý rằng, tất cả mọi người đã nói chuyện với ông đều cho rằng thời gian đang đứng về phía Moscow và những câu chuyện từ mặt trận gần như là Kiev không thể chịu nổi. Các quan chức Ukraine nên nói những điều này trước công chúng vì không có gì khác có thể giúp ích được, ông Rosemer cho hay, đồng thời lập luận rằng châu Âu và đặc biệt là Đức sẽ phải làm nhiều hơn vào năm 2024. Tiết lộ của ông Rosemer phù hợp với giọng điệu của một số nghị sĩ Ukraine đã nói chuyện với tờ The Times of London. Trong một bài báo mới đăng gần đây, Roman Kostenko, thành viên Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Verkhovna Rada cho biết, chiến thắng trên chiến trường là điều cực kỳ khó xảy ra và bày tỏ nghi ngờ rằng bất kỳ loại vũ khí phương Tây nào cũng khó có thể lật ngược tình thế. Bên cạnh đó, Ukraine còn đang rơi vào tình cảnh thảm thương khi mà các nhóm tình nguyện viên đều trốn khỏi đất nước. Các nhà chức trách Kiev cho biết, một nhóm tình nguyện viên, những người được miễn tạm thời rời khỏi đất nước để thực hiện viện trợ nhân đạo, đã không quay trở lại Ukraine và biến mất ở nước ngoài. Theo thiết quân luật mà Kiev đưa ra vào tháng 2 năm 2022, đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm rời khỏi đất nước mà không có sự miễn trừ đặc biệt. Chính quyền Kiev cho phép nam tài xế trong độ tuổi quân sự được qua biên giới với điều kiện họ đang vận chuyển hàng viện trợ. Trong một tin nhắn trên kênh Telegram của mình ngày 23 tháng 12, Alexander Produkin, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev tại vùng Kherson của Nga nói rằng ông đã cấp phép ra nước ngoài cho 10 đại diện của các tổ chức tình nguyện United Ukraine và Azalik. Các tình nguyện viên thực sự đã mang về một số viện trợ trong chuyến đi đầu tiên của họ và thậm chí còn công bố bằng chứng hình ảnh về việc giao hàng. Nhưng khi được cấp phép lần thứ hai, họ quyết định không quay lại. Thật tiếc là không ai tự gọi mình là tình nguyện viên, cũng thực tế như vậy. Đôi khi họ che giấu mục đích ích kỷ của mình đằng sau sự giúp đỡ. Kể từ khi bắt đầu xung đột quân sự với Nga, hàng nghìn đàn ông Ukraine đã tìm cách rời khỏi đất nước với ý định trốn quân dịch. Nhiều kế hoạch khác nhau bao gồm mua giấy miễn trừ y tế, hối lộ quan chức tuyển dụng và vượt biên trái phép đã được sử dụng. Ngày 22 tháng 12, phóng viên Ukraine Alexei Petri đã công bố quyết định ở lại EU sau khi ông được miễn trừ để tới Bruxelles đưa tin về hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu. Sự phản bội lòng tin của công chúng đã gây ra mối lo ngại rằng Kiev có thể thắt chặt quy định đi lại đối với các nhà báo và các chuyên gia khác. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã cảnh báo rằng tất cả đàn ông trong độ tuổi quân sự trốn ra nước ngoài sẽ được mời đến các trung tâm tuyển dụng, lập luận rằng việc bảo vệ đất nước là vinh dự. Ukraine hiện đang nỗ lực bổ sung quân đội sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè và đang thực hiện các biện pháp bổ sung để tăng cường kiểm soát biên giới. Bên cạnh những diễn biến trên chiến trường, trong video ngày hôm nay, chúng tôi cũng muốn giới thiệu chi tiết cho quý vị về những khí tài được Nga sử dụng trong cuộc chiến này. Một trong số đó là chiến đấu cơ Su-34 của Nga. Cường kích Su-34, chiến công oanh liệt trên bầu trời Ukraine. Dựa trên những đánh giá của phi công Nga trong cuộc xung đột gần đây, trang Top Gear cho rằng
Subaru chính là loại cường kích tốt nhất thế giới. Trang Top World đã phân tích thông tin về nghiên cứu tài liệu được tổng hợp từ các phi công lái chiếc cường kích hiện đại nhất của Nga này để đưa ra kết luận. Subaru là máy bay tấn công mặt đất tốt nhất thế giới. Các phi công lái Subaru đến nay vẫn tỏ ra hài lòng với những gì dòng máy bay này đã thể hiện trong thực chiến. Được phát triển trên cơ sở của dòng chiến đấu cơ nổi tiếng Su-27, tuy nhiên, Su-34 lại tập trung vào nhiệm vụ chuyên tấn công mặt đất để hỗ trợ bộ binh. Nhưng không vì vậy mà Su-34 mất hẳn đi khả năng đối không khi cần thiết. Su-34 ban đầu được thiết kế như một máy bay ném bom chiến thuật. Nó được phát triển với nhiều thay đổi cả về ngoại hình so với Su-27. Một số lượng lớn các loại vũ khí đã được tinh chỉnh hoặc phát triển mới hoàn toàn cho dòng máy bay này, nghĩa là Su-34 có hầu hết mọi thứ cần thiết để có thể ném bom chính xác. Su-34 được hoạch định phát triển để trở thành loại máy bay cường kích tốt hơn cả Su-25 trước đó. Điểm yếu duy nhất của Su-34 là kính buồng lái không có khả năng chống đạn tốt như Su-25. Su-34 được tạo ra để thay thế cho Su-24 và trước hết, nó là một máy bay ném bom. Tuy vậy, thuật ngữ tiêm kích bom dành cho Su-34 không thật chính xác cho lắm. Danh từ tiêm kích được dùng để chỉ các loại máy bay luôn ưu tiên đối không, dù rằng thực tế trên các máy bay chiến đấu hiện đại có thể mang nhiều chủng loại vũ khí cho đa nhiệm vụ đối không, đối đất và cả đối hải. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là hiệu quả đa dụng đến mức nào, chẳng hạn như MiG-29 hay thậm chí là Su-27 thường không xuất sắc lắm nếu chỉ dùng đánh mục tiêu mặt đất. Thực tế, các máy bay trên được thiết kế với vai trò tiêm kích, nghĩa là chúng sẽ ưu tiên chiến đấu với máy bay đối phương. Việc cố tình gắn các loại vũ khí đánh mặt đất sẽ không có hiệu quả như việc gắn chúng trên các dòng máy bay cường kích, chẳng hạn như là Su-24, Su-25, Su-35. Rõ ràng, nếu gắn vũ khí chuyên đánh đất, chẳng hạn như bom hay là tên lửa đối đất cho máy bay MiG-29 sẽ không phát huy hết hiệu quả, dẫu rằng nó vẫn có thể mang vác và sử dụng được các loại vũ khí này ở trong một số trường hợp nhất định. Quay lại với chiếc cường kích Su-34, dù khá tốt, song chúng không phải là bất khả xâm phạm. Về mặt lý thuyết, Su-34 có thể chống lại bất kỳ máy bay chiến đấu nào nếu nó được gắn tên lửa không đối không. Tuy nhiên, thực tế Su-34 lại được chế tạo cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Nó không đủ nhanh nhẹn và cơ động như dòng tiêm kích đánh chặn. Vì thế, nếu cho Su-34 đóng vai trò như tiêm kích sẽ không phù hợp. Nhìn chung, phi hành đoàn máy bay cường kích Su-34 sẽ ưu tiên cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất thay vì phải nghĩ ra phương cách chiến đấu với tiêm kích đối phương. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.